Ok, rồi lấy đây Thịnh. Đây là studio của Thịnh. Đó, mời Super Nam sau khi sau vào trong. Ok. Đây. Rồi ok, rồi. Rồi bây giờ mời Super Nam vô trong cái studio Vama TV, trong đó có bầu Thịnh. Ok. Ok, rồi. Quý vị, yeah. Mình mới ở Bắc Cali xuống, mình mới lén trốn vợ. Tại vì vợ mình đang nghỉ ngơi với gia đình. Mình ghé thăm anh Michael và Bầu Thịnh chút xíu. Rồi, mời các bạn vô trong studio của Bầu Thịnh và Vava TV. Đây, chiếc xe nửa vòng trái đất. Đi qua Canada rồi phải không? Chưa, không, cái này là không phải. Chiếc này không đi qua Canada hả? Bắc Cali, cái này. Ồ, quay bằng số tiến lên. Chắc tiến lên ha, quay bằng số luôn. Rồi, đây là xe Super Nam đây các bạn. Rồi. Media Association. Sao Thịnh, anh em mình... Cái này là nhà của Thịnh hả? No, đây là studio. Tụ tập anh em vui chơi đây. Xin chào các bạn trở lại với lại Phố Việt Media Vama TV. Và hôm nay có một người bạn guest, anh Super Nam, channel của anh Super Nam. Mời anh chào các bạn và chia sẻ cái kênh của anh. Xin chào các bạn, mình là Super Nam, mình có cái kênh YouTube gia đình và chia sẻ trải nghiệm một chiếc xe VinFast VF8. Mình ở gia đình mình ở Sacramento, thủ phủ của bang California. Mình mới xuống thăm gia đình ở Nam Cali, Nam California, mới được mấy tiếng ghé thăm anh Michael và lại Bầu Thịnh Studio ha. Yeah, và Bầu Thịnh Studio. Yeah. Thì các bạn biết rồi, anh Bầu Thịnh hiện nay là cũng đã hội viên của bên Vama TV. Thì tụi này có một cái studio ở ngay giữa lòng Little Saigon, thì ngay cũng rất là thuận tiện. Do đó hôm nay trước tiên chúc các bạn trên trang theo dõi và trên kênh tất cả các kênh đang theo dõi thì sức khỏe tốt đẹp nhất và một ngày cuối tuần thư giãn và nóng như ngày hôm nay ở Nam Cali. Đáng lẽ là thời tiết ở vùng Quảng Cam này rất là tốt, điều hòa, nhưng mà không biết tại sao tự nhiên hôm nay mình tới Nam Cali mà ngoài trời nóng khắp nơi, quá trời nóng giống y như ở Sacramento. Anh biết sao không? Giống như bên Việt Nam luôn. Tại vì anh biết quá nhiều về xe VF9, cho nên hôm nay mình sẽ nói về chuyện xe VF9 với anh Super Nam. Tại vì anh Super Nam đã chạy xe VF8 trên một năm nay, hay ha? Năm 19 tháng. 19 tháng. Do đó anh có rất nhiều những cái trải nghiệm của xe VinFast về từ kỹ thuật
cho đến tất cả về mẫu mã. Thì xin mời anh chia sẻ, cách đây 2 tuần anh đã thử xe như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm. Thật ra mình biết nhiều về chiếc VinFast VF8 Plus, chứ còn VF9 thì mình lái thử được một lần, và mình một lần nữa là mình lái chung với vợ mình, và mình lái là mình ngồi đó mình quay phim. Dạ yeah, đúng rồi. Thì mình cũng tự đã lái thử một lần rồi, cùng một chiếc xe luôn màu đỏ. Mình lái trước rồi tuần hôm sau mình dẫn vợ mình tới cho vợ mình lái thử. À yeah, là cái chiếc VF9 á. Dạ dạ. Anh có lấy lên trên xa lộ anh chạy có thử thì, này kia không? Thì cái trước tiên cái cảm nghĩ anh như thế nào nhìn vào xe chiếc VF9 so sánh với cái xe anh hiện đang chạy là VF8? Thì trước tiên á, chiếc VF9 đó, mình thấy là nó khác rất nhiều, tại vì nó to hơn, nó dài hơn, và mình thấy nó giống như là nó sang hơn. Giống như ở trong đó, mình vô trong đó mình thấy mình ngồi không gian nó rộng hơn, ghế giống như nó to hơn. Nó êm hơn. Dạ. Yeah. Yeah. Nó anh có thử cái ghế massage đúng không? Thì thường đa tất cả những xe mà nhập qua tới Mỹ là chiếc Plus, mà chiếc nó có 6 ghế, nó có massage và lạnh từng ghế một. Đúng rồi, bốn ghế trước á, hai cái hàng trước với cả hàng sau nó có mỗi ghế có massage hết. Mỗi ghế có massage hết. Nóng với cả lạnh. Dạ. Dạ. Thì cái hôm đó anh thử xe xong đó là bà xã anh cái chia sẻ như thế nào và anh cảm thấy cảm nhận như thế nào, anh có thể chia sẻ. Thì bà xã mình không mình quên hỏi. Quên hỏi à? Mình quay phim, mình vừa quay phim mình vừa nói chuyện trực tiếp với bà xã thì mình cũng cũng nhận xét, mình không có thấy mình không có để ý, không thấy thấy vợ mình lái rất là tự nhiên, giống như y như vợ mình lái chiếc VF8 của mình, tại vì hai chiếc xe thật sự ra nó lái cũng bên trong gần như là cái chỗ cái buồng lái giống gần như nhau, giống như nhau ha, rất tương đương với nhau. Vậy cái vô lăng với cả cái màn hình và những cái hệ thống phần mềm cũng giống vậy, cho nên thì mình thấy vậy, mình lái không có có khen hay là có như thế nào, hay là có chia sẻ cái cảm nghĩ là ô VF8 thích hơn hoặc là VF9 thấy nó như thế nào, anh có thể thì vợ mình không có nói comment, không comment luôn, vợ mình không có nói thích cái nào hơn, mà mình cũng không có hỏi, nhưng mà mình thấy vợ mình thích cái VF9 là tại vì nó sang trọng hơn, nó sang trọng hơn, như là mình cũng nhận xét được là nó thấy nó đầm hơn, nó êm hơn. Ừ. Giống như mình tăng tốc hay là mình chạy ở ngoài cao tốc á. Yeah. Mình thấy nó đỡ ồn hơn. VF8 á, nếu mà cái đường nó gồ ghề đó, mình có thể mình nghe được cái bánh xe. Nó lăn. Nhưng mà cái VF9 á, hình như là cái bộ phận nhúng đằng sau nó gọi là air suspension. Ừ. Nó có hơi ha, air suspension. Yeah, cho nên nó thấy nó hình như là nó êm hơn. Nó êm hơn. Dạ. Yeah, yeah. Yeah. Không thì Michael tuần rồi Michael cũng có chạy thử chiếc VF9 thì cái nhận xét trước tiên là Michael cho một điểm chiếc xe, một điểm trên chiếc xe về vấn đề là mình nói chuyện điện thoại cái xe nó rất là kín, không nghe gì hết. Người bạn Michael là đứng ngồi trong xe, direct ngồi để speaker nói chuyện, mà Michael đứng ngoài không nghe, đứng ở trước mũi xe đó. Yeah, yeah. Đó, nó là rất là kín. Ngược lại xe nhà mà có chiếc Tesla đó là tất cả, hay là trên ngoài đường mình đi ngang khu Việt Nam đó, mấy người mở speaker là nghe, nói chuyện nghe hết. Yeah, yeah. Nó không có làm, nó không có siêu kỹ, đâm ra mình tiếng động rất là ồn. Yeah, xe yeah. Tesla cái đó là một cái nhận xét, mình nhận xét thấy nó như vậy. VF8 nó cũng rất là kín đúng không? Yeah, đúng rồi. VF8 khi mà anh vô trong xe anh đóng cửa hết á. Dạ. Anh thấy tự nhiên không nghe tiếng ồn ào ngoài đường hết. Rất là nó thiết kế im, nó im thiết rồi. Kế rất là kín và đồng thời nó là một cái xe cao cấp. Dạ. Tại vì BMW thì các bạn biết rồi là cái xưa nay là BMW mà họ thiết kế xe VF8, cái dạng những xe VF8 điển hình là VF8 thì cái thiết kế đó là của BMW, họ cũng để ý vấn đề về tiếng động ha. Yeah. Cũng như anh nhận VF8 VF9 nó cũng giống nhau là cái body nó làm rất là chắc chắn, nó cứng. Dạ. Yeah. Cả cái kính của cửa đó hình như là nó gọi là double panel, giống như là
Cho nên nó không có mình không nghe tiếng ở ngoài ồn ào nhiều khi mà Đúng đóng, rồi. khi mà đóng cửa hai chiếc chứ V9 với V8 cái nào cũng vậy, đóng xong đóng cửa rồi mình lái, nhiều khi mình lái tới gần 100 mao nhưng mà mình không có biết là mình đang đi nhanh đó. Mình phải nhìn vô mình thấy mình bị giảm. Chứ còn em nhớ là hồi xưa đi xe xăng đó, khi mà đi tới 80 mấy mao là bắt đầu nghe giống như mình đang đi chiếc xe đi xe lửa Mình tại vì nghe nghe, nghe ồn dữ lắm, nghe gió bắt đầu giờ nghe tiếng gió là nghe tiếng rung động xe nó rung đủ thứ hết đó. Nhưng mà cái xe xe VF8 với VF9 đó, nó làm chiếc cái xe rất là chắc chắn, đi rất là đầm, rất êm, rất im. Rồi hiện nay bên gia đình của Nam có cái nhu cầu chuyển xe xe VF9 không, hay là đợi những cái dòng xe khác như thế nào, VF6, VF7 hoặc là VF3? Thì mình thì thực sự mình bây giờ con mình nó lớn hết rồi, mình cũng đi phần nhiều là đi một mình hay đi với vợ mình, ít khi nào mà đi hết gia đình. Được biết boy anh cũng bắt đầu lái xe rồi phải không? Không, bốn đứa nó có xe riêng hết Ồ, có xe riêng nữa hả? rồi. Wow. Nhưng mà VF9 rất là tốt nếu mà mình có gia đình mình đi chung với nhau hết, thí dụ như mình đi đi xa đi chơi hay là gia đình mình dẫn đi ăn, thay vì đi hai ba chiếc mình đi một chiếc Đúng rồi. thì thấy nó hạnh phúc, nó vui hơn. Đúng rồi, đó là bốn bốn nếu mà có bốn người con hoặc là hai người con có hai người bạn nữa là sau bốn người là hai người chồng nữa là sáu người. Với cả cái VF9 nó lớn hơn cho nên đi cắm trại, thí dụ như đi hai vợ chồng thì cũng được, đi hai mình nằm trong đằng sau có thể nó rộng rãi hơn, với cả mình chứa được nhiều đồ hơn, mình có thể đem tàu đem thuyền hay là Đúng đem xe rồi. đạp, Đúng rồi. nó thoải mái hơn là VF8. Được biết. Được biết, chuyển lại cái xe VF8 của anh á, hiện được biết anh chạy từ Berkeley, San Jose xuống dưới đây, Sacramento, San Sacramento. Jose. Sacramento cũng phải sạc hai lần ha. Hai lần Thì anh nghĩ sao về chiếc VF9 mà sạc có chạy full charge và lên tới 310, 310 mile một dặm cũng tức là gì ha? Thì VF9 thì mình VF8 đó, nếu mà mình muốn đó, mình thử đó, mình có thể mình sạc một lần rồi có thể là đi tới từ Nam tới Bắc, nhưng mà có thể là đi xuống rất là thấp thì có thể là còn 2-3% Cũng không bên cũng không nên ha. mình đi có thể được, nhưng mà có thể là mình hơi 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 lo. Nhưng mà cái đó là VF8 á, cho nên mình sạc hai lần cho nó bảo đảm mình đi thoải mái. Nhiều hơn nữa mình lái khoảng 2 tiếng đồng hồ mình cũng muốn nghỉ chứ không có muốn lái Lái liên quá, tục. và tại vì mình nghỉ mình sạc rồi mình ăn uống rồi xong mình lái tiếp mình rất là khỏe, Đúng cho rồi. nên cái đó mình thấy không có phải là cái mà khó khăn gì hết. Chỉ có khó là khi nào mình vội mình không có thời gian thì mình thấy nó hơi giống như Gấp rút ha. là chứ còn nếu mà Nếu mình đi chơi thì còn cũng không nên. đi chơi thì ngay cả xe xăng cũng vậy đó, mình cũng nên nghỉ đi 2-3 tiếng là nghỉ lần vậy đó, nghỉ Đúng bù rồi. đồ xăng rồi đi ăn hay là mình ngủ chút xíu. Đúng rồi. Nhưng mà mình nghĩ là cái xe VF9 đó, cái range của nó khoảng 300 mile, mình có thể đi từ Bắc Cali xuống Nam Cali, Sacramento đi xuống dưới Los Angeles hay là Quảng Cam thì có thể thì chỉ cần sạc một lần thôi. Là một lần hả? Tại vì cái rang của nó là Cao. đúng rồi. Cho nên có thể là đi thoải mái hơn. Thì nếu mà mình muốn đi đi nhanh, mình không muốn nghỉ nhiều, Đúng rồi, quá hay. mình nghĩ cái đó nó lợi, là cái xe B9 thì lợi hơn. Hiện nay anh vẫn sạc Electric Fire hay là anh đã nhảy qua những cái hãng khác anh sạc luôn. Thì lúc mà đi nhiều đi xa như vậy. phần nhiều là mình dùng Electrify America tại vì mình thấy nó có đủ, giống như đi tới thành phố nào đi đi khoảng tiếng đồng hồ là mình có thể mình tìm được Cho những cái trạm Electrify. Còn nếu mà mình không có tìm được Electrify America thì mình sẽ tìm cái hãng khác là EVgo. EVgo ha. Nhưng mà kinh nghiệm của mình đi có mấy lần đi từ
Sacramento đi tới Las Vegas đi cũng cả mười mấy tiếng đồng hồ đó, cũng dùng Electrify America hết chứ không có trở ngại để tìm ngại. Tìm mấy cái trạm Electrify tại vì theo Michael thấy Electrify với lại VinFast họ kết nối với nhau, họ hỗ trợ cho những người khách hàng họ rất là tốt. Tại vì kỳ đó Michael chạy chiếc VF8 đi sạc thì cũng bị cái vấn đề là mình kẹt cái stuck á, lúc năm ngoái mà có mình kẹt trong cái sạc đó thì mình gọi nó để mà nó release cho mình thì nó nhảy lên điện thoại nó trả lời liền, nó giúp mình nó reset lại liền. Cho nên là cũng rất là thấy nó rất là tốt. Chỉ có trở ngại là khi mà mình đi tới có nhiều lúc đông người dùng cho nên mình phải đợi một hai chiếc xe. Chứ còn nếu mà mình đi lúc mà nửa đêm bằng đêm hay là đi cái lúc mà sáng sớm thì rất ít người. Thì mình cũng như hồi sáng mình vô cái trạm sạc này ở giữa chỗ mà giống như chỗ đó giống như sa mạc vậy đó, mà vô trong chỗ nó rất là đẹp mà có sáu trụ luôn mà không có ai dùng hết. Mình tới đó mình rất mừng, rất thích ha. Ngồi uống cà phê dọc phố một chút là đi thôi, 55 phút 30 phút là xong thôi ha. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà mình đi cái lúc mà cao điểm, lúc mà đông người đi, thí dụ như là chiều chủ nhật đó, có nhiều người họ đi chơi, họ đi về, có nhiều người họ ghé cùng một chỗ, thì lúc đó nhiều khi mình phải đợi ha. Cái đó là cái bất tiện của cái xe điện nếu mà không có dùng Tesla. Hồi nãy anh có nói anh dùng EVgo là anh có phải dùng cái một cái adapter để mà lúc mà sạc đó không? Hay là anh dùng cái Lego? Không, cái EVgo với cả Electrify với cả nó cùng một cái adapter. Cũng adapter luôn ha, cho nên không có trở ngại gì hết. Tại Michael cũng chưa, ở lúc đó không như có sạc một lần EVgo, đúng rồi, không có trở ngại gì hết. Anh chỉ cần dùng cái VinFast app. VinFast app rồi ha. Còn nếu mà VinFast app nhiều khi mà anh gặp trở ngại thì anh dùng cái app của mấy cái hãng khác. Anh có, EVgo cũng có app. Electrify America cũng dùng cái app của họ. Nếu mà dùng VinFast app mà không được thì mình dùng cái app của người. Anh có sạc qua Hoàng Áo Rách, anh có sạc qua cái Tesla Supercharge chưa? Anh có sạc qua cái trạm đó chưa? Anh có thể chia sẻ cảm nghĩ của anh nó như thế nào? Thì cái đó mình anh Hoàng với cả Natalie có đi chung với mình lúc mà tới thăm mình ở Sacramento. Có thử rồi. Mình thấy cũng đơn giản thôi, phải dùng cái app của Tesla rồi cái app đó nó có một cái option là mình charge cái xe non Tesla EV trong cái Tesla app á. Rồi mình dùng cũng giống như mình dùng cái app của cái hãng VinFast thôi, nhưng mà cái này mình dùng cái app của Tesla rồi mình có cái adapter của phải có cái adapter mà mang theo cái adapter luôn. Then mình cắm nó vào là cắm vào là được là phải sửa. Cái giá tiền của sạc không biết là còn nhớ không, không biết sự Nam còn nhớ là cái họ nó phải tính một cái lệ phí gì thêm không khi mà không người non Tesla customer mà sạc ở cái chỗ đó. Cái đó thì mình không có nhớ. Nó có tính thêm tiền với phụ sạc gì thêm không? Phụ thu thì Nam gọi phụ thu. Còn giống như là phi đấy hả? Một cái phi giống như 3 đồng mình dặn như mình giờ không phải tới nhà băng America lấy tiền mà mình lấy một nhà băng khác thì tính mình cái phi 3 đồng. Đúng rồi, tiền hoa hồng. Đó là khá vậy đó. Mỹ nó hay có cái đó thì mình không có để ý tại vì Hoàng thí nghiệm làm cái đó có làm một cái video nhưng mà mình không có nhớ là mình cái mình không có nhớ là mình nhắc là Hoàng nhắc tới cái vấn đề mà trả thêm tiền Tesla tính thêm tiền. Có lẽ là không nhưng mà mình nghe người ta nói là mấy cái trạm Tesla nhiều khi nó tính điện cao hơn mấy cái trạm khác chút xíu. Không biết có đúng không nhưng mà mình nghe có một vài người họ nói vậy. Tính điện cao hơn hoặc là những thành phố, tại vì thành phố họ có những cái budget nó khác nhau á, họ phải đóng thuế khác nhau nữa. Nhiều thành phố mà khu mà tốt chút á mình phải mua nó cao hơn. Giống như hồi sáng này cái chỗ mà hồi nãy em mới nhắc đó, cái chỗ mà không có ai sạc vắng người đó, mình để ý thấy cái giá nó giống như 64 cent một kilowatt hour. Còn mấy cái chỗ mà ở Sacramento mình hay sạc bình thường hình như là có năm mấy cent một kilowatt hour, giống như khác nhau khoảng 10 cent.
Đúng rồi, đúng rồi, quá hay. Rồi 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 được biết tuần rồi nó có sự kiện, cách đây 10 hôm nó có sự kiện Electrify ở trên đó, anh có đứng chia sẻ với lại bên phố Bồ Sa anh Lân, thì được biết là bữa đó anh là khách mời hay là anh là mua vé vào hay như thế nào, và cái cảm nghĩ anh tất cả cái như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm. Cái này là VinFast mời mời mình đi. Ừ, tại vì anh là người chủ xe của VinFast, rồi cái cảm nghĩ của anh nhìn vào cái showroom, cái mình nói cả cái display, cái chỗ khu của VinFast, so sánh với những xe xung quanh như là chiếc Lucid sau này kia đó, gần đó đó, thì cái cảm nghĩ của một người Việt Nam nhìn xe Việt Nam mà hiên ngang mà nằm ở chỗ cái sự kiện như vậy, thì cái cảm nghĩ anh như thế nào, có thể chia sẻ thêm. Dĩ nhiên là mình rất là vui, cho nên đó là lý do tại sao mình đi lần thứ nhì, tại vì cách đây hơn một năm mình có đi rồi. VinFast cũng tham gia Ở cái đây dưới đây hả? Electrify America cũng ở cùng một chỗ luôn, Alameda, San Alameda. Francisco đúng không ạ? Cho nên cách đây khoảng 2 tuần đó mình đi, có là lần thứ nhì. Nhưng mà mình thấy hình như là mình thấy năm nay VinFast thấy có nhiều khách hơn. Năm trước đó, thì mình thấy cũng có nhiều người họ tới họ xem xét chiếc xe, nhưng mà lúc đó cái xe VF8 thôi chứ không có VF9. Năm nay thì có 2 chiếc VF9. Không những vậy mà VF9 mở cửa ra hết cho mọi người vô trong nó ngồi khám phá xe rồi rờ mó đủ thứ hết, cho nên đóng cửa mở cửa, cho nên rất đông người xem xét. Với cả hơn nữa mình nghĩ năm nay cái thương hiệu VinFast nó có tiếng tăm nhiều hơn. Còn quen thuộc với lại Đúng người rồi, người người bản xứ, giờ mình nhất là người cũng Cali, đúng không? rồi, giờ cũng có nhiều người tiểu bang khác hay là nước nước khác ở tới nữa. Mình cũng làm một số video clip, mình cũng biết được là cũng một số người người ta tới thử xe VinFast. Có một số người họ chưa bao giờ họ họ biết về cái thương hiệu, nhưng mà họ thích, họ ngồi trong họ khám phá xong rồi họ ra họ lái thử, họ rất thích. Đúng Cũng rồi. có một số người họ họ nghe, họ đọc họ nhiều tin tức về Nhờ tin VinFast tức. rồi, họ họ biết 2 chiều, họ biết rồi. Họ phải ra, họ Đúng phải rồi, phải họ, ra, họ nhìn tận mắt. mình đúng rồi, mình có hỏi họ tại mình họ họ xem, họ nghe tin tức nhiều, họ coi nhiều video thông tin về cái hãng này, có nhiều cái không tốt, có nhiều cái tốt. Tại sao họ vẫn vô trong đây họ thử, thì mấy người đó họ nói họ rất thích chiếc xe sau khi họ thử. Họ không có, giống như họ không có cái gì họ chê hết á, mà họ nói là lý do họ muốn thử tại vì họ không có muốn nghe người khác, họ nghe thôi nhưng mà họ muốn tự họ đi khám phá. Đúng, Cho đúng, nên đó đúng. mình trong kênh của mình đó, mình có khoảng 6 7 cái video clip đó. Hôm đó mình phỏng vấn được khoảng 7 8 gia đình, không có nhiều thời gian. Lúc đó mình có khoảng 1 tiếng đồng hồ mình tới đó mình chơi thôi, rồi phỏng vấn người mình này bắt kia, lên, đúng mình rồi. bắt lên mấy người mà họ mới thử xe ra, xong đó mình bắt họ lên, cho nên những gì họ nói là không có nói dối được. Đúng rồi, đúng Họ nói rồi. từ trong trái tim của họ, Đúng rồi. cho nên cái người mà có cái người đó giống như là những gì họ nói là sự thật, đối với mình là sự thật. Đúng rồi, đó. Tuy tuy họ mới lái được khoảng 10 hay 20 phút, họ nói họ lái ở trong mấy cái chỗ mà người ta cho lái thử, mới họ cho ra ngoài đường lái một chút á, không biết có ra ngoài cao tốc không, nhưng mà họ họ lái ở mấy cái đường mà vắng á, Được vậy. cho nên họ cũng biết được cái xe lái làm sao. Đúng Như rồi, họ tại nói những họ, tại những những người họ thử xe như vậy đó là những người họ đã lái xe rồi, các bạn biết không, nhiều lúc của họ đang có xe, sở hữu xe 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 điện luôn, cho nên họ chạy thử họ biết liền, cho nên những cái lời họ phát biểu sau khi họ thử xe như vậy là trung thực, rất là trung thực đó. Nhưng mà mình cũng biết mấy người đó, họ cũng giống như em thôi. Hồi xưa chưa lái xe xăng, nhưng mà khi mà lái xe điện rồi rất thích, tại vì nó rất là nhạy, rất là nhanh, rất là giống như là rất là bén, Bán nhạy. bén nhạy, nhưng mà giống như là tăng tốc vọt rất là nhanh. Cho nên có một số người mình phỏng vấn đó, họ rất là ngạc nhiên, họ rất thích, tại vì họ hồi xưa đến giờ họ chưa bao giờ lái xe điện hết, Đúng bây rồi. giờ họ được trải nghiệm xe điện, họ thấy nó rất là mạnh, rất là, cho nên họ họ giống như họ họ, họ chia Họ rất sẻ. là ngạc nhiên mà rất là ấn tượng cho cái xe VF9 nha. Mình bắt được khoảng 7 8 người mình phỏng vấn mà mình chưa có thấy người nào mà họ nói cái gì mà họ chê hết á. Thì giống như mình có hỏi họ cho mình một vài khuyết điểm về chiếc xe, tuy họ ngồi trong đó họ lái 5 10 phút
họ cũng không có nghĩ ra được, họ chỉ nói họ rất là thích, họ nói rất là êm, với cả lái rất là mạnh, điều khiển rất là tốt. Ngay cả người có người lớn tuổi họ ngồi đằng sau ghế mình có hỏi họ, giống như ba má của một cái cậu Mỹ này lái đó, hỏi hai ông bà ngồi đằng sau thấy sao, thấy thoải mái không, họ nói rất là thoải mái, rất là êm. Họ nói cái xe rất là smooth. Smooth nghĩa là tiếng Việt Nam rất là em dịu và nhẹ nhàng, cái như là êm ái chứ không có phải dài gì. Cái cũng nhờ là mình, nói chung là VinFast năm nay là bắt đầu là nhiều người biết tới xe VinFast rồi, nhiều người họ realize, họ biết là hồi xưa năm ngoái cách đây năm hai năm có những cái kênh mà họ nói tiêu cực về xe VinFast đúng không, mà bây giờ họ cũng đã có những bài viết tích cực về xe, cũng như những hãng như vậy họ đã làm là những cái bài viết, thì các bạn biết rồi, cũng nhờ những hãng đó thì cái tiếng tăm xe VinFast đi tới người bản xứ nhiều hơn, đó là họ là những cái truyền thống tiếng Anh. Phải không anh? Cũng như mình hay chia sẻ trong kênh của mình, mình hay nói cái câu là gậy ông được đập lưng ông, cho nên có một số người bạn YouTube người Tây, người Mỹ rất là nổi tiếng, có một vài cái video hồi xưa họ đánh giá cái xe quá tệ, biết cả họ giống như họ phóng đại quá đó. Thí dụ như họ chê chiếc xe đủ thứ hết, nhiều chê từ đầu tới cuối. Nhưng mà chính vì mấy người đó làm chiếc xe đó nổi tiếng xấu, nhưng mà bây giờ họ phải làm lại mấy chiếc video sau này, và mấy người làm chung với họ đánh giá chiếc xe không giống họ. Đúng cho rồi. Nên cho nên họ bị mất uy tín rồi, họ phải tìm cách họ giải thích cho mọi người tại sao cái xe bây giờ nó không giống hồi xe hồi đó, nó tại xe bây giờ nó ổn hơn, phần mềm này nọ hơn, nhưng mà thực tế đó, mình lái cái xe từ lúc đầu nó không có tệ như mấy người đó. Đúng rồi. Họ chia sẻ họ phóng đại thôi, họ phóng đại lúc đó mình thấy đó, nó kỳ kỳ đó. Nói chung là họ những cái mà họ đã viết về cái vấn đề tiêu cực đó thì mình thấy nó không có đúng. Giống như họ nói cái xe nó làm cho họ điên, giống như nó bíp bíp, nó cảnh báo. Nó cảnh báo nhiều thì quá. Cái đó nó cảnh báo thì tắt đi. Đúng rồi, hoặc là đó. Còn mấy người họ nói là họ ngồi trong xe chút mà họ ói hay là nôn kia đó. Họ nói cái đó, không biết họ lái cái xe gì, tại vì con mình biết là biết bao nhiêu người đi xe mình, từ người lớn tới con nít, nhiều khi mình lái road trip lái cả ngày luôn, không có ai nói là nhức đầu, không có ai mà mình chỉ thấy người ta rất là vui, rất là thích ngồi trong chiếc xe mình, ngay cả mấy đứa con nít nó ngồi trong xe mình chút xíu mà nó nhớ, nó ấn tượng, tại vì nó thấy mình lái mạnh, biết là nó thích. Chứ còn nếu mà nó ồn ào hay là nó khó chịu thì nó sẽ cho mình biết, nó sẽ biểu nó, con nít thì nó nói thật, con đúng nít rồi. đi xa nó hỏi con nít là nó nói thật hết. Rất thì... nhiều người luôn, người lớn hay gì trong gia đình mình cũng có nhiều người bà con, họ đi chung với mình, khi mình hỏi không có người nào nói bị nhức đầu hay là bị sốc hay là bị gì hết. Nhận xét của anh ở trên Bắc Cali đó, những khu Việt Nam thì hiện nay thỉnh thoảng cũng có VinFast họ tổ chức có những cái sự kiện cuối tuần, thỉnh thoảng cà phê này kia, không còn ha. Nhưng mà ý mình nói đây là người Việt Nam mình ở trên đó thì theo anh nhìn thì anh thấy người Việt Nam mình đến năm nay thì họ như thế nào, họ cái sản phẩm VinFast là họ tìm, họ mua hoặc là họ như thế nào, anh có thể chia sẻ tổng quát. Cái đó mình không biết được, mình không có làm cho VinFast. Anh cũng thấy nhiều người chạy hơn, hoặc là tại vì cái nói chung là họ có những cái chương trình lease cũng rất là tương đối. Những người họ cần xe thì các bạn biết rồi. Mình không có biết được, nhưng mà tại vì mình đi làm hàng ngày, mình ở trong cái thành phố của mình thấy bao nhiêu trăm ngàn người họ đi cùng chung quanh mình. Mình chưa có, giống như mình rất ít cũng còn đến với thằng con tay, hình như là cả năm gặp một hai ba bốn lần thôi, hai ba lần thôi. Trên đó hình như có mấy người bạn anh cũng chạy chiếc VF8 nữa, anh có làm một cái clip họ tới nhà anh chơi có, thì họ cũng ở rải rác ha, cũng có hai ba người thôi.
Có một số thì từ Nam Cali lên, lúc lúc đó mình làm video. À. Yeah, còn mấy người mà ở vùng đó họ đi có rất nhiều người ngoại quốc. Cho nên cho nên mình cũng ít gặp lắm, tại vì mình không có phải là không có phải là đi tới trung tâm chợ búa trung thỉnh thoảng đi, nhưng mà yeah. Michael dưới đây thật sự nói anh không phải Michael và Michael làm cho VinFast đâu, nhưng mà Michael thấy đi làm bên thành phố South Bay, Michael thỉnh thoảng thấy Michael quay đằng sau xe tới đó, Michael để nhạc vô đó làm sao biết không, là Michael spot được mấy xe đó nha. Từng rồi đi với lại đi thấy thử VF9 ngồi bộ thịnh lái, Michael ngồi sau thấy chiếc VF8 chạy ngang trên 405 freeway quay luôn. Hồi sáng nay mới thấy một chiếc VF8 màu trắng ở cái chợ ở gần đây. Rồi gần đây thì ngay quận Cam thì cũng nói, nhưng mà mình ở ngoài Los. Mình thỉnh thoảng mình gặp cũng khá nhiều, nhưng mà nói chung là cái thời điểm đó mình có thuận tiện để mà quay hay không. Đó thì Michael thỉnh thoảng cũng gặp nhiều lắm. Nói chung là không phải người Việt Nam mà là người bản xứ, người Mỹ. Michael cũng làm một clip bà Mỹ nè, mình là có người Ấn Độ, người Trung Đông thì mình cũng vui. Nói chung là bây giờ xe nó lan tỏa ra tới những người bản xứ rồi, không nhất thiết là người Việt Nam nữa. Đúng rồi. Đó. Bây giờ mình cũng như kiểu rồi mình chia sẻ cái clip là mình gặp một anh người Tây mới lấy chiếc xe VinFast VF8. Anh ta là hồi xưa là lái xe Tesla Model Y, mà anh ta nói là anh ta thích chiếc VF8 lên sau khi lái thử đó, tại vì người ta nói là nó rất là êm, với cả nó rất là mướt, với cả nó không có ồn. Anh ta nói cái xe Tesla Model Y của anh ta bị ở trong xe nó bị lỏng mấy cái miếng nhựa gì đó, anh ta nói là anh ta không có thích, nó ồn. Cái như mình nói lúc nãy đó, là cái thiết kế của bên Tesla họ làm, ngay cả mấy chiếc Model X cũng vậy, nó cũng rất là ồn. Direct cũng confirm với Michael là vậy. Cái này mình không biết, cái này là mấy người ta dùng Tesla người ta nói. Đúng rồi, Direct là chạy chiếc 2016 Model X đó, tuần rồi đi hai thứ này với Thịnh đi lấy thử VF9 đó, thì Direct cũng chia sẻ nhiều thông tin lắm từ bên Tesla. Chính người lái xe và cái dòng đầu tiên của Tesla đó các bạn biết rồi, không biết là tới nay thì họ có sửa đổi gì nhiều không, nhưng mà như vậy là thấy là cũng VinFast họ cũng catch up. Cho nên mình thấy là mình nghĩ là lúc đầu là khó khăn là những người mà người ta chưa biết tới cái thương hiệu, cho nên người ta chưa có trải nghiệm, nhưng mà bây giờ mình thấy để ý là ở trong nước Mỹ tổng quát ấy, mình đọc cũng rất nhiều bình luận ở trên Facebook, mình thấy cũng rất nhiều người Tây á, họ chia sẻ, cũng có người Việt hay là, nhưng mà phần nhiều người Tây họ rất thích chiếc xe VF8, họ nói là họ đi được năm mấy hay là họ đi được 6 tháng hay là được bao nhiêu, họ nói là họ không có gặp khó khăn gì mà đáng kể hết á. Họ nói mấy cái nhỏ nhỏ hồi xưa cái phần mềm nó hay cảnh báo này nọ, nhưng mà bây giờ nó đã tốt hơn, hoàn hảo rồi. Bây giờ cái phần mềm nó update cuối cùng á, nó giữ cho mình, nó save lên cho mình luôn, cho nên mình không cần phải reset mỗi lần mình lái như hồi xưa mình tắt. Nên bây giờ vô đi thôi, bây giờ mình vô mình đi thôi, mình không cần phải chỉnh sửa phần mềm. Xe của mình ngày nó quá hay, mỗi lần coi như là mỗi lần mình không phải chỉnh sửa, là mỗi lần lên xe hay là mình tắt máy đi không. Nói chung là nó làm những cái mà bước tiến của VinFast họ điều chỉnh cho nó hoàn hảo hơn. Cho nên cái đó là một cái tin vui cho những người mà họ sử dụng xe VinFast VF8 bên Mỹ hay là VF9 đó. Quá hay. Cái phần mềm bây giờ nó ổn hơn xưa nhiều. Đúng tại rồi. Vì bây giờ mình không thấy còn một cái gì mà mình phải bận tâm nữa, giống như là mình set làm sao thì nó giữ cho mình. Dạ, nó nằm trong cái memory set số 1, số 2, bà xã nó set up khác đúng không? Người mà chủ thứ ba, đại khái còn chừng 2-3 cái memory. Chủ yếu là khi mình vô đó mình đừng có khởi động quá nhanh thôi. Mình vô trong đó mình mở cái, mình đạp vô cái phanh để cho cái xe nó bắt đầu cái phần mềm nó boot á. Nó boot lên không? Dạ, khoảng 30 giây, ít nhất 30 giây. Nhưng mà tốt hơn nữa nếu mà mình đạp vô cái phanh xong rồi mình đi ra rồi xe mình lấy cà phê. Hay là mình đi ra mình chạy đầu. Quay lại là cái 360 cam á. Camera 360 mà nó hiện lên thì càng tốt nữa. Nó recognize mình là người chủ nào, người nào lái đúng không? Cho nên nó set đúng cái chế độ mình, nó lưu lại đúng không? Mình nghĩ là nếu mà mình đợi cho cái camera app đó, nó hiện lên. Lúc đó mình mà lùi thì mình thấy được dễ lùi, với cả phần mềm nó hoạt động tốt hơn. Cái đó là để mình tránh được mấy cái mà
trục trặc. Mình nghĩ là cái đó là cái lý do nhiều người gặp khó khăn, tại vì họ họ vô xe họ đi liền, họ không có đợi cho cái phần mềm nó đúng rồi, nó kích động lên. Đúng rồi. Cái đó là kinh nghiệm của mình. Rồi thì chắc là cũng đầy đủ những cái tin tức của anh Nam, Super Nam. Hồi nãy anh hỏi cái câu về cảm nghĩ của mình trong cái Electrify America, VinFast thấy sao so với mấy cái hãng lớn khác, thì mình cũng quên nhắc tới với anh, tại mình nói về mấy người lái thử đó. Thì mình rất là hãnh diện, tại vì mình thấy năm nay VinFast thấy rất đông người tới khám phá, tại vì mình thấy mấy cái hãng nổi tiếng như là Lucid hay là Rivian hay là ngay cả Tesla nữa, hay là ngay cả Kia nữa. Tuy họ bán được nhiều xe nhưng mà cái quầy triển lãm của họ thấy rất là lưa thưa, tại vì người ta không có còn hứng thú khám phá. Họ biết, họ thấy ngoài đường nhiều quá rồi, họ không có quan tâm. Đúng rồi, nhưng mà VinFast vẫn còn là một cái thương hiệu rất là nóng, rất là mới, người ta không biết là là cái gì, từ đâu tới. Rồi. Với cả họ thấy có nhiều thông tin đủ thứ chiều hết, tốt đúng xấu rồi. Rồi. Đúng rồi, có người đe dọa là đi cái xe này là chết, đi cái xe này là này nọ, hay là cái xe này là cái hãng phá sản, cái hãng lừa gạt, lừa bịp. Rồi trong khi đó họ thấy cái nhiều cái video nói là cái xe này số 1, cái xe này rất là hay là nhiều khi nó gặp cái kênh của Super Nam giống như nó choáng lên, biết không, nó nghe đồn cái xe này quá tệ mà nó thấy cái kênh của Super Nam nó nói đó. Nó làm cho nó tò mò cho nên nó khi mà gặp VinFast rất đông, cho nên cái quầy VinFast rất là đông người. Nhưng mà biết là hơn nữa, rất nhiều người ta rất thích Việt Nam, người ta thích du lịch bên Việt Nam, thích người Việt Nam, cho nên cái thương hiệu về Việt Nam á rất là từ từ nó sẽ quen thuộc, có lợi rất nhiều, tại vì rất nhiều người Mỹ họ rất là mấy người Việt Nam mến mấy người Việt Nam, tại vì họ đi du lịch bên Việt Nam, họ lúc nào họ cũng nói là friendly, đây là họ yêu nước Việt Nam, họ yêu người Việt Nam, họ yêu văn hóa Việt Nam, đúng vậy. Họ yêu thực phẩm của Việt Nam, họ nói là đồ ăn mới nó ngon nhất. Đúng rồi, bây giờ họ có thể kết với lại họ thích yêu sản phẩm Việt Nam. Họ nói thắng cảnh Việt Nam. Họ đã chạy xe VinFast thì họ thấy rồi. Dạ, cho nên họ nói thắng cảnh Việt Nam là đẹp nhất, cái gì của họ cũng thích hết. Bây giờ họ thấy Việt Nam có cái xe điện nữa thì họ càng choáng nữa. Họ nói đúng wow. Đúng rồi. Bây giờ họ có thể họ thưởng thức được một cái sản phẩm của Việt Nam ở bên nước của họ. Không cần phải đi không về Việt Nam. Không phải đi Việt Nam. Bây giờ được đi xe Việt Nam nữa. Cho ngay tại Việt Nam luôn. Dạ. Còn gì bằng nữa đúng không? Ăn đồ Việt Nam. Nói chung vợ Việt Nam, nhiều người Mỹ có về Việt Nam nữa, vợ Việt Nam luôn. Cho nên mình cái kênh của mình, mình chia sẻ rất nhiều người nước ngoài họ choáng. Đúng rồi. Tại vì họ thấy cái xe của mình đi khi mà mình nói xe của bên Việt Nam nhưng họ choáng lên. Đúng rồi. Hoặc là anh nói tiếng Anh, hoặc là anh để sắp tại đầu tiếng Anh thì người nước ngoài họ đọc nhiều hơn, họ coi nhiều hơn. Tại vì cái đó rất thì nhiều thời gian. Okay. Michael với anh Super Nam không phải là YouTuber pro nha các bạn. Tụi này là chia sẻ cái cảm hứng và cái đam mê về xe. Anh Michael yêu Việt Nam, yêu người Việt Nam. Anh ủng hộ sản phẩm của Việt Nam, ủng hộ sự phát triển của Việt Nam. Còn mình thì mình cũng giống như anh thôi, mình yêu Việt Nam, yêu đất nước quê hương, yêu người Việt Nam và rất là hãnh diện cho sự phát triển của đất nước, và nhất là cái sản phẩm công nghệ mà mình cảm thấy nó giúp được nền kinh tế của Việt Nam, và nó giúp được cái nó gọi là image đó, ấn tượng cái hình ảnh của người Việt Nam, không những về những người đang ở dân trong nước mà những người Việt Nam sống ở bên Mỹ hay là khắp thế giới. Dạ, cái đó rất đúng. Dạ, ngay cả những người mà người ta không có ủng hộ cái hãng VinFast nhưng mà họ được người chủng tộc khác nhìn họ với một cái lối nhìn khác tốt hơn. Việt Nam mới có câu là tự hào, đúng tự hào, không? Đúng tự rồi. Hào mình là người Việt Nam. Mình ngay cả những người mà người ta không ủng hộ xe VinFast họ ghét nhưng mà họ được hưởng. Nhưng mà họ là người Việt Nam, họ hưởng được cái hơi thơm của người Việt Nam. Yeah, yeah. Đó, cái đó là những người mà gọi là anti VinFast thì bây giờ họ cũng im bớt rồi. Theo Michael thấy năm nay họ cũng quiet. không có ồn ào nữa, tại vì họ thấy là những gì họ năm ngoái họ nói là sai hết sự thật. Yeah. Đúng không? Cái đó mình không có quan tâm. Cái đó mình không quan tâm, nhưng mà mình đôi khi mình cũng phải liếc sơ qua mình coi nó mình observe. Yeah. Mình observe, mình thấy nó như vậy. Yeah. Trước khi mình kết thúc cuộc trò chuyện, mình chỉ muốn biết muốn chia sẻ với các bạn là mình vẫn yêu thích cái xe VF8 của mình giống như ngày đầu, mà mình chỉ có hy vọng một điều là
VinFast gặp nhiều may mắn và thăng tiến và lâu dài sẽ giống như là hoạt động ở bên thị trường bên Mỹ cũng như là mấy nước khác trên thế giới, vậy mình Việt Nam được lâu dài để giúp cho những người giống như mình đó sử dụng chiếc xe được không biết nói làm sao hơn. Giống như là nói chung là lâu dài. Đó, đối với bài còn nói cái ý cũng giống như mình tiếng Việt Nam từ đây nói tiếng Việt và đá tiếng Anh vô cho nên đầu óc lúc nào cũng Mình chúc các bạn đối với Michael anh nói tiếp mình chúc sao anh, mình chỉ mong mình phát thành công với cả tại vì cái này là giúp cho nước Việt Nam, giúp người Việt Nam và giúp cho những người sử dụng xe điện VinFast như mình đó được sử dụng lâu dài, tại vì mình đời mình không còn bao lâu đó, mình chỉ muốn được cái sản phẩm nó ở bên nước Mỹ để mà mình có thể sử dụng nó, thay vì mình không có mà không sử dụng được mình phải mua xe nước khác, tại vì mình không có muốn mình lái xe mình rất thích, nhưng mình không muốn bất cứ một cái gì mà nó ngăn chặn. Mình muốn nó tiếp tục phát triển. Tiếp tục phát triển. Đối với Michael thì Michael mong muốn thành VinFast ước mong là sẽ thành công trong những cái khó khăn là 2 năm vừa rồi rất là khó khăn cho VinFast, là mới bước qua cái đất nước mới mà bây giờ họ đã tồn tại, nó bắt đầu tại vì 2 năm vừa rồi đó là rất khó cho xe điện bán ở Mỹ nó riêng, nói chung mà từ đầu năm nay đến tới nay thì là xe điện bán rất là khó ở Mỹ, các bạn biết rồi, Michael đã chia sẻ, cho nên VinFast không phải là một trong những hàng trăm hãng xe, hàng mười cả chục hãng xe điện đang bị khó khăn, nhưng mà họ đã vượt qua những cái thời điểm khó khăn rồi. Và một lần nữa là những người bạn trẻ ở Việt Nam đã thiết kế, đã làm việc, đã design làm cho cái xe chạy ở nước Mỹ là rất là giỏi, các bạn tiếp tục những công việc các bạn đang làm và làm tốt hơn, giỏi hơn thì các bạn cần làm những công việc khó hơn trong tương lai, tại vì Mỹ, Việt Nam hiện giờ là mình bang giao. Cho nên những cái đó là những cái mong muốn của người Việt trẻ sống ở Mỹ giống như tụi này. Các bạn. Cái quan trọng là những người đang sử dụng xe VinFast ở bên Mỹ hay bên mấy nước khác hay là ngay cả bên Việt Nam nữa, miễn sao là những chiếc xe mà mình đang lái mà VinFast tiếp tục bảo trì, tiếp tục cải thiện. Bây giờ mình thấy cái phần cứng cái xe nó rất là tốt, mình chưa có thấy cái gì mà đáng kể hết á, nhưng mà cái phần mềm thì bây giờ cũng khá tốt rồi. Miễn sao là VinFast cứ tiếp tục giống như là tốt hơn, duy trì cái maintain, duy trì cái sự after sale của VinFast cho khách hàng. Đúng rồi, tại vì những người lái đầu tiên, thí dụ như 10 người đi mà 10 chiếc xe mà còn 8 người vẫn còn lái thì sau thì một năm sau cái 8 người trở thành là mấy chục người, hay là năm sau nữa là thành mấy trăm hay là mấy chục ngàn, tôi thấy lậu nó sẽ mấy trăm ngàn chiếc, phải làm từ từ phải làm sao những người sử dụng xe đó người ta cái xe nó ổn. Đúng rồi, đừng có để cho những người mà dùng xe mà họ bị thất bại mà họ phải từ chối này nọ, tìm một cái hãng xe khác. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó là một cái không muốn của tụi này. Nhưng mà VinFast với những gì VinFast đã làm 2 năm vừa rồi, Michael thấy là rất tốt. Tiếp tục và làm tốt hơn. Vậy thôi, đó là những cái chia sẻ của tụi này ngày hôm nay. Qua bình luận mình thấy rất nhiều người nước ngoài họ cũng chấp nhận là VinFast rất là nhanh, giống như là sửa đổi những cái gì làm cho chiếc xe rất nó ổn đó, rất lẹ, đúng rồi, nhanh lẹ, ok. Cho nên mình hy vọng VinFast tiếp tục làm như vậy. Vậy thì chắc mình kết hôm nay ha, xin anh Nam, coi như là mình cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Thì mời anh một lời kết được nữa. Rồi Michael là xin cảm ơn các bạn và xin mời anh. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của anh Michael Phố Việt Media và Super Nam. Và nếu các bạn mà đã xem kênh Super Nam của mình thì mình cũng nhân dịp này xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, theo dõi kênh của mình. Mình rất muốn đối đáp lại mấy cái bình luận của các bạn, nhưng mà rất tiếc là mình không có đủ thời gian, cho nên
mình chỉ đánh vô cái chữ, đánh vô trái tim mình cho các bạn biết là mình đã đọc đúng, rồi đúng 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 Michael cũng vậy nha các chứ bạn còn, chứ còn mình mà trả lời mỗi người là mình cảm thấy mình không có làm nổi tại chắc. Vì tại vì nếu mà mình làm người này mà không làm người kia thì mình cảm thấy không có công bằng. Đúng rồi đúng rồi, tôi này sẽ để trái tim vào, nói chung thỉnh thoảng tôi này cảm ơn tổng hết chung hết nhưng mà từ trái tim tụi này sẽ gửi đến các bạn chúc các bạn một ngày thứ hai đầu tuần bên Việt Nam chuẩn bị là thứ hai. Ông nay chủ nhật ha, thứ hai. Chúc các bạn ngày chủ nhật vui vẻ và một tuần mới nhiều hạnh phúc. May mắn. Thank you. Bye bye. Chào các bạn.